Bây giờ là bản nhạc để gửi đến tất cả các bạn đã từng chiến đấu cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta chẳng xa lạ gì đến ba cái chữ KBC ở khu bưu chính. Đó là một cái hệ thống bưu điện của quân đội đã đem đến nuôi dưỡng cái niềm tin, hy vọng, thương yêu cho dù chúng ta ở bất cứ một đơn vị nào. Có những cái lá thư không bao giờ tới tay người nhận là bởi vì người nhận đã ra đi vĩnh viễn. Cũng có những lá thư không đến tay của người nhận là vì lý do phương tiện eo hẹp trong thời chiến tranh. Chưa kể các đơn vị thường xuyên di chuyển. Bài hát này nhắc nhớ chúng ta những kỷ niệm mong chờ của thời đó. Cũng là để gửi cho em để em hiểu những cảm xúc thương yêu của thời xa xưa, nó không có nhanh chóng như bây giờ, nó sâu đậm hơn là tại vì nó phải chờ đợi nhiều hơn, chứ không phải như bây giờ có thể nhấc cái điện thoại lên hoặc là gõ vài chữ vào email hay là online là sẽ biết ngay cái cảm xúc của đối tượng là gì. Dạ, xin mời em và các bạn nghe một bản nhạc của Mạc Phong Linh viết từ KBC. Từ KBC giá lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh. Đây miền rừng xanh bụi vương áo lính. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn khỏa lấp chữ tình. Em ơi lau lệ buồn còn chinh chiến anh còn đi, đừng giận hơn anh em nhé, mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không u sầu, dặn dò em chỉ đôi câu. Từ KBC viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. Mai anh về kể chuyện nhà binh lính xa nhà, nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Các bạn đã nghe nhạc phẩm viết từ KBC của nhạc sĩ Mạc Phong Linh với dàn karaoke của Trọng Hiếu. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh. Đây miền rừng xanh bụi vương áo lính. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn khỏa lấp chữ tình.
Em ơi lau lệ buồn, còn trình chiến anh còn đi. Đừng giận hơn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không u sầu. Dặn dò em chỉ đôi câu. Từ KBC viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi. Viết từ KBC của nhạc sĩ Mạc Hồng Linh.